Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, một lần nữa chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em lại có một cái mặt hàng mới để giới thiệu đến các bác và miền ở quốc. Đó là cái dòng chép rời, hàng sách tay Nhật, mang thương hiệu là Pioneer. Vâng, thì bên em cũng nhập về cũng được rất là ít thôi, cũng không có nhiều. Và đây là sản phẩm cực kỳ là hay. Để cái dòng chép rời, chúng ta có thể hỗ trợ cho dàn karaoke từng đô la mà nó được thiếu chép. Em nhắc lại nhé, đây là cái dòng chép rời Pioneer sách tay. Vâng, thì đặc biệt cái dòng này là bên em đang để hai đôi ở đây để bên em giới thiệu đến các bác. Vâng, về hình dáng phía đằng trước thì là được làm cái hình tròn. Đặc biệt đây là dòng chép giấy cho cái chất chép được tơi và bén. Và đặc biệt là rất là sạch, là dòng chép giấy. Vâng, thì là kết cấu phía bên đằng trước. Và đây là nhạc em chưa có chép nhé. Vâng, đây là phía đằng sau đây ạ. Wow. Đây, phía sau đây ạ. Wow. Vâng, đây. Khá là đẹp. Vâng, bên em nhập về mà cũng ngạc nhiên luôn. Nó một kết cấu rất là lạ mắt. Bản thân bên em nhập về xong cái lô này, bên em cũng giật mình. Vì nó rất là đẹp. Và đặc biệt là còn khá là mới. Được chỉ mấy phần trăm đấy ạ. Và đặc biệt được sở hữu hai cục từ rất là to, sở hữu từ kép đấy ạ. Cục mã cái chép rời này là Pioneer CX450 và đặc biệt là 100W. Vâng, bác thấy không, kết cấu khá là chắc chắn, chất liệu cực kỳ là cao cấp ạ. Sở hữu từ kép cho cái chất chép nó được mạnh hơn, từ khá là to đấy ạ. Và sở hữu được xem này, em xem nào, một cuộn cảm này và hai cái tụ cảm đây ạ, hai tụ cảm được lộ thiên ra ngoài rất là hay. Đây là cách thiết kế rất là tinh tế các bác nhé. Đặc biệt là chúng ta chống cháy rất tốt, mà rất là nhiều cái dòng chép khác rất hay cháy, rất dễ cháy, rất dễ đứt luôn. Vâng, đặc biệt dòng này nó được sở hữu một cái kết cấu phía đằng sau đấy ạ. Vâng, có thấy không ạ? Vâng, 100W. Đặc biệt đây là hàng sách tay và rất là hiếm ạ. Và bên em về được rất là ít. Vâng, từ em đo nó cũng khá là to đấy ạ. Từ chép to như thế này thì rất là ít các bác nhé. Đây, em đo nó vào 6 phân từ này là 6 phân đấy ạ. Vâng, 6 phân. Và cái chiều của cái vòng la chép là 10 phân, 10cm. Vâng, cũng khá là to. Và chiều cao từ tính từ đế đi ạ. Vâng, là 12cm. Vâng, đây là cái kích thước chính xác của cái đôi la chép sách tay mà bên em vừa nhập về xong. Vâng, bây giờ chúng ta cùng cái trải nghiệm chất chép của cái chép Pioneer sách tay Nhật của bên em mới nhập về. Vâng, bây giờ ta tăng chép lên ạ. Đấy ạ, rất tơi luôn ạ, rất bén. Vâng, kết cấu về cái hình dáng cực kỳ là lạ mắt. Em tới sát vào một chút xíu. Vâng, quay test trực tiếp cho các bác để các bác trải nghiệm cái chép sách tay Nhật này của bên em mới nhập về để giới thiệu đến các bác. Cho chép nhìn gì đấy, rất tươi các bác nhé. Đấy, em đang kết nối một đôi đấy ạ. Kết nối một đôi đấy, em đang kết nối đằng sau đẩy luôn ạ. Trực tiếp đằng sau đẩy thì các bác yên tâm, cái dòng này dùng rất là bền. Bên em đánh giá và test cả ngày hôm nay rất là bền. Em chạy một ngày trời rất là bền bỉ, vì thế các bác cảm thấy được sự bền bỉ của nó.
không cần lo. Vâng, kết cấu rất là lạ mắt quá nhé. Sở hữu từ kép này rất là độc đáo. Từ nó cũng khá là to so với các cái dòng chép hiện nay. Và đặc biệt là chép giấy, cho tiếng chép nó không bị chói. Vâng, đấy là những cái nổi trội của dòng chép rời này. Cho to chút xíu ạ. Vâng, chép rất tơi các bạn. Vâng, với cái chép giờ như thế này chúng ta có thể hỗ trợ cho một bộ dàn karaoke. Với những đôi loa mà rất hay cháy chép và có những đôi loa rất là thiếu chép thì chúng ta có thể mua để cải thiện cái giải âm cao hay là giải chép cho một bài hát được hay hơn, được sáng hơn, nghe nó tách bạch hơn ạ. Vâng, các bác nghe thấy không ạ? Vâng, rất tí tách cái giải chép giải cao nghe rất đã tai, rất sướng. Các bác thấy không ạ? Từng cái tiếng chép nó nhả ra nghe nó rất là lôi cuốn. Vâng, mới đem về số lượng rất ít các bác nhé. Bác hãy nhanh tay ạ, hãy nhanh tay là người chủ sở hữu của đôi loa chép sách tay này, để cho cái bộ dàn của chúng ta được độc đáo, được hay, nó vừa trưng bày được vừa nghe được thì rất là tiện lợi và không bị lãng phí. Vâng, tầm đó thời gian thì chúng ta cũng cảm nhận được cái giải chép mà cái chép sách tay giờ Pioneer mà của Nhật thì các bác đánh giá được phần nào, vâng, nó hay ở mức độ nào thì các bác cảm nhận được ạ. Vâng, về JK Audio thì đánh giá nó rất là tốt về cái giải chép, mà kinh nghiệm bao năm bên em đánh giá thì thực sự là khá là cao, và ít cái dòng chép hiện nay ở trên thị trường nó không có đối thủ đâu ạ, nó không hề có đối thủ. Nhưng nếu mà để đánh giá về chuyên môn tôi sẽ đem xin phép được dừng video. Và các bác nào muốn là sở hữu, chủ sở hữu của đôi loa chép Pioneer mà sách tay tại JK Audio thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh để bên em cập nhật và bên em gọi điện tư vấn, hoặc các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên JK để đặt cho mình một đôi loa chép Pioneer sách tay Nhật. Vâng, vì số lượng có hạn. Và sau đây em xin phép được dừng video và các bác hãy nhanh tay nhé. Một lần nữa các em nói với các bác là các bác hãy nhanh tay không hết đấy ạ. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.